Câu chuyện vịt con cẩu thả. Hôm đó trời đẹp, vịt con ra sông chơi. Theo thói quen, nó cởi quần áo ra bỏ lung tung trên bờ mà không để cho gọn gàng, rồi nhảy xuống nước bơi thỏa thích. Vì vứt khắp nơi nên lát sau quần áo bị nước cuốn trôi đi hết cả mà vịt con chẳng hề hay biết. Bơi thật vui xong, vịt con lên bờ thì không thấy quần áo đâu nữa. Làm sao mà về nhà được bây giờ? Vịt con òa lên khóc. Nhìn xung quanh, vịt con thấy có mấy chiếc lá sen to. Nó bèn nghĩ ra cách ngắt lá sen, che đỡ lên người để về nhà. Vịt con vừa ôm lá sen trước ngực, vừa chạy về nhà. Chạy ngang bãi cỏ thì thỏ nhìn thấy, nó phá lên cười. Lêu lêu xấu hổ, để hở cả mông mà chạy long nhong. Nghe thỏ hát như thế, biết là thỏ trêu mình, vịt con xấu hổ đến đỏ cả mặt. Nó bèn đi thật nhanh hơn để thỏ không nhìn thấy mình nữa. Đi ngang khu rừng, khỉ ngồi trên cây trông thấy vịt con, nó cũng ôm bụng cười lăn lộn. Trời đất, vịt con không mặc đồ, gió thổi lá sen bay, lòi cả mông kia kìa. Vịt con xấu hổ quá, khóc to lên. Nó chạy thật nhanh, cuối cùng cũng về được đến nhà. Gặp mẹ, vịt con tức tưởi kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Mẹ vịt tuy tội nghiệp nhưng cũng không nhịn được cười. Con đã biết tính cẩu thả, bừa bãi gây ra những rắc rối như thế nào chưa? Từ nay con phải bỏ thói quen vứt quần áo lung tung đi nhé. Vịt con vâng ạ rõ to. Ý nghĩa câu chuyện: bé cần tập cho mình tính ngăn nắp, gọn gàng, không vứt đồ đạc bừa bãi nhé. Câu chuyện thứ hai, ba chú bướm. Dưới giàn hoa tường vi rực rỡ là nơi ở của rất nhiều loài bướm. Ở đó có ba chú bướm nhỏ là bướm vàng, bướm trắng và bướm hồng. Ba chú là anh em họ của nhau, lúc nào cũng yêu thương khăng khít. Bất kể nơi nào có bướm vàng thì người ta cũng thấy có mặt hai chú bướm còn lại. Bố mẹ của cả ba rất yên tâm. Một hôm cả ba anh em đang nu đùa trên khóm hoa thì trời bất ngờ đổ mưa. Thấy ở gần đó có một bông hoa li li màu hồng thật to, ba chú bướm bay đến nhờ giúp đỡ. Chào cô, bọn cháu bị ướt mưa, không thể bay được nữa. Cô cho bọn cháu trú dưới cánh hoa của cô một lát nhé. Ôi, cô là hoa li li hồng, cô chỉ cho bướm hồng trú thôi. Bướm hồng nghĩ đến chuyện hai người anh em trắng và vàng của mình không có nơi trú ngụ, liền từ chối ngay và bay đi nơi khác. Được một quãng ngắn, cả ba nhìn thấy một bông hoa tulip vàng rực rỡ, bèn ngỏ lời nhờ giúp đỡ. Chúng cháu chào bác tulip, bác có thể cho ba anh em cháu trú một lát, cho đôi cánh khô lại, sẽ bay đi ngay không ạ? Hoa tulip từ chối ngay. Tôi màu vàng nên chỉ thích những người bạn cùng màu với mình thôi. Còn lại hai bạn bướm trắng và hồng đi nơi khác trú nhé. Bướm trắng và bướm hồng đẩy bướm vàng vào bông hoa, nhưng nó lắc đầu không chịu. Nó quyết tâm không bỏ rơi anh em. Ba chú bướm lại tiếp tục bay đi tìm nơi trú mưa. Lần này thì cả ba chú trông thấy một bông hồng trắng muốt. Cả bọn lại lên tiếng nhờ giúp đỡ. Nhưng cô hồng trắng cũng không thể giúp vì cánh hoa của cô quá bé.
Thế là cả ba chú bướm đành phải nép vào nhau, đứng dưới trời mưa to. Bác mặt trời nấp sau đám mây đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, cảm động trước sự gắn bó của ba chú bướm, nên bác cố vén màn mây để chiếu những tia nắng ấm áp vào chỗ bọn trẻ. Chẳng mấy chốc, mưa tạnh và cánh bướm đã được khăn khô. Ý nghĩa câu chuyện: bé thấy không, ba anh em bướm đã không nhận phần sung sướng về mình, và mà mặc kệ, anh em phải chịu vất vả nguy hiểm. Các bé nhớ nhé, nếu có lúc gặp khó khăn, hãy cùng nhau vượt qua, nhất định sự đoàn kết ấy sẽ được đền đáp. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các con nhớ nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô nhé. Xin cảm ơn các con.